Alo alo, anh em có nghe rõ gì không? Siêu phẩm mật tịch anh em ơi. Siêu phẩm mật tịch cấp 89 chỉ số dòng 287. Đây là Nga Mỹ kiếm thần sầu của tôi đây. Vâng, sao bao nhiêu lần? Rồi 88 anh em ơi. Vâng, xin bất thành thôi. 90 là cái chắc rồi. 89. Uầy. Uầy anh em ơi, đây chính là siêu phẩm này anh em. Siêu phẩm Nga Mỹ kiếm ấy rồi, 90 rồi. Lại còn lên bốn phụ lục các ông ạ. Nói gì đấy anh em, nói gì đi. Ô 90 rồi. Đừng xịt nữa nào. Ui lại còn nhảy bốn phụ lục ạ. Những cấp cuối nhảy bốn phụ lục. 91 rồi anh em ơi. Ôi dồi ôi. Quá đẳng cấp luôn anh em. 92. Yeah. Ôi dồi, mơ ước của tất cả Nga Minh Kiếm đấy rồi. 93. Ôi. Siêu siêu phẩm anh em ạ. Sư phẩm mật tịch ra đây chứ đâu. 94 rồi. Ngoài liệu được 96 không anh em? 96 thì bét 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 ác thôi. Rồi lại xịt phân cấp rồi, chắc được 95 anh em ạ. 95 chín thành 4 phụ lục. Ôi 95. Ờ không được, không được anh em ơi. Ôi rồi. Nói gì đấy anh em? Giờ thì mình sẽ ép nha anh em. Ok anh em. Tướng xưa. Mùa yêu quyết Nga Mi Phật quyết. Bây giờ thì mình sẽ qua Tuyền Châu. Mình ép thử là Ngọc Nữ kiếm quyết của nó là đẩy lùi được bao nhiêu nha anh em. Đây siêu phẩm mật tịch nha anh em. Ấy. Quá khủng anh em ơi. Mùa yêu quyết nha anh em. Đấy. Mùa yêu quyết ngọc nữ này. Đâu rồi, ông nào bán ngọc nữ báo tôi một câu nào không? Tớ sẽ đi mua ngọc nữ cho anh em xem. Ngọc nữ kiếm quyết. Tăng mana cả đã anh em. Thường thường là các ông hay bán ở khu vực đó là Tuyền Châu anh em ạ. Với cả ở cái khu vực này nữa này, gần thằng hành cước thân nhân này. Yêu quyết xác á. À. Công nào ván không? Bất diệt quyết à? 250 vàng à? Vân vân quyết à? Kích giường này, cung pháp quyết của giường cung này. Chưa chát được anh em. Bây giờ chắc là đi tìm thôi. Lưu Thủy này, Liệt Diệm Minh Chú này. Đâu rồi? Đâu rồi? Tiếc, rất tiếc là không được 9, tận 7-98% nha. Nhưng mà mình nghe nói là Nga Mi kiếm 95% đủ lên là bắn ngon rồi. À không 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 anh em ạ. Không phải, 95% đấy là bên Vinagame. 95% bên Vinagame tức là anh em phải có cái hỗ trợ mật tịch. Thì là lúc đó anh em được 100% rồi. Chỗ đó bắn đẩy lùi sẽ được 25% thì phải. Tỷ lệ sẽ là 25% thì phải. Đấy. Còn ở đây thì mình cũng không biết, không rõ lắm. Đấy thì mình thử xem sao nhỉ anh em. Sao không ai bán vậy? Đoạn thủy quyết nguyệt thực này. Thất bảo, dương tam. Lưu thủy, tạ giáp, tỏa mệnh trầm. Quan âm quyết này, vô ảnh quyết này, à đây 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 nó ra đây chứ đâu. Úi giời ơi, ngọc nữ kiếm quyết 120. Nó ra đây chứ đâu cậu ông, nó đây chứ đâu anh em, đúng không? Đấy. Ơ, vật phẩm này làm sao, vật phẩm này làm sao? Ơ, của ông nào ấy? Ok 100 vàng đấy. Ơ. Ok 100 vàng này. Lẹ. Ui siêu phẩm anh em ạ. Sướng thực sự. Bây giờ đi bắn cho anh em xem nhá. Phèo anh em. Đấy,
bao nhiêu công đầu tư cuối cùng được cuốn siêu phẩm chỉ 5%. Thế là ấm rồi, lại còn 4 phụ lục nữa. Farmachi. Mình tính là định mua của bạn này 100 vàng, nhưng mà sau khi mà nói chuyện đây có người bán 80 vàng anh em ạ. Sau khi mà nói chuyện thì bạn ý bảo thôi mua 80 vàng đi. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ ép vào đây nhá, ép vào đây cho anh em xem này. Và chúng ta xem là tỷ lệ đánh đuôi là bao nhiêu. 23% anh em ơi, 23% anh em ạ. Ui, bây giờ có cái trường hợp, bây giờ đi test nhá, đi test thử cho anh em xem là biết ngay. Test đâu rồi, giờ mình sẽ qua bên Tuyền Châu hoặc Tương Dương đi anh em, Tương Dương đi, test thử cho anh em xem. Bây giờ đang 12 giờ đêm rồi, chắc là ít người ấy lắm. Đây, test thử nhá. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ test thử nhá. Với hệ phái Ngamida. Đó, anh em thấy chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ test này. Anh em chờ tí nhá, đợi nó à, đây đây được rồi, đây rồi, rồi đây đây, tôi bắn cho anh em xem nhá. What 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 what, học nữ kiếm quyết có khả năng đẩy lùi mục tiêu mà tỷ lệ đánh lùi mục tiêu là à, đây đây, bây giờ mới đánh. Ấy 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 ấy, khó chịu không anh em ấy. Bắn cho thì thấy mẹ luôn anh em ạ. Úi trời ơi, Ngavi đàn này vip nha anh em. Ngavi đàn này có tăng kiếm kỳ thạch này, đáng sát xuất chiêu này, tăng kiếm kiếm ấn giảm tổn thương 14% này. Đó, có thêm cả quần pháp âm giảm tổn thương 10% nữa. Đấy, đấy, đẩy lùi sướng không anh em. HP lên. Rồi anh em thấy nó đẩy lùi không? Ấy, khó chịu không? Không, bắn cho thấy luôn. Úi dồi, úi dồi, hơn ca kìa, úi dồi, đẩy lùi kìa. Thật với anh em là Ngavi kiếm có thể chơi được Ngavi đàn luôn. Nhìn mật tịch ngon không? Nhìn mật tịch ngon không? Và hiện tại thì tôi có, hiện tại thì tớ đã có hai siêu phẩm rồi anh em ạ. Tớ đã có hai siêu phẩm, một là ngũ hành mật tịch 73%, 10 thành 4 phụ lục. Đấy, đấy là một siêu phẩm đầu tiên. Lần thứ hai là siêu phẩm này, chim y phổ. Rất tiếc là nó không nhảy được 10 10 thành. Không thì ngon quá rồi. Đấy, rất tiếc không được 10 thành em ạ. Đây, đam này anh em. Đấy, được đam là 2000. Đây nha, búp cho anh em. Đấy, thấy chưa? 3232 điểm anh em ơi. Vãi trưởng luôn. Cho cái sen luôn, cho nó chất lượng luôn anh em.
Không chết được. Đánh mình thì mình cũng không chết được nhá. Nói ra. Kinh đấy, càng đấy. Nào nào nào. Khó chịu đấy, bởi vì là có sát xuất chiêu anh em ơi. Có sát xuất chiêu rất là khó chịu. Chơi chơi căng à, chơi khắm chơi căng à. Tốc của mình nó hơi thấp một tí anh em ạ, nếu mà tốc cao ấy, tốc cao ấy. À đây đây, mình chưa đeo lại mật tịch rồi, mình chưa đeo lại mật tịch. Mình chưa đeo mật tịch, quên quên quên. Nào, lại nhá. Lại mình quên mất anh em ạ. Đấy, đẩy lùi đấy ông. Kiểu gì thì tôi cũng thắng đam, nếu mà đánh trong 1-1 thì kiểu gì cũng thắng đam. Hơi căng. Đánh trong 1-1 thì kiểu gì cũng thắng đam, bởi vì là Ngay Vì Đàn chỉ có quẩy ngủ như này thì không không thể. Nào nào rồi. Chơi căng này. Nãy tại tôi ấy nhầm cái mật tịch thôi, tôi nhầm mật tịch ấy thôi. Bây giờ chuyển sang mật tịch này bắn thì cơ mà chạy làm sao được. Ok, ngon anh em ạ. Thôi có lẽ là clip dừng lại tới đây nhá. Cảm ơn anh em theo dõi nhá. Hẹn anh em ngày mai thì à quên, mình lúc nào livestream thì mình sẽ úp tiền ngọc cho anh em xem. Đấy nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Hẹn anh em các clip tiếp theo.